các bạn, đây là ngã ba Trà Cổ, đây đường vô thác Văn Điền, đây mọi người quẹo trái, đây là vô thác Văn Điền đó, chúng ta quẹo vô trên đường đó, xã Bình Minh, thác Văn Điền nằm trên địa phận của xã Bình Minh. Ở đây thì Sài Gòn là cách 50 cây số và đến thành phố Biên Hòa là 20 cây số. Con đường này chạy từ quốc lộ 1 vô tới thác Văn Điền cũng khoảng 4 cây số. Đường này hơi hẹp nhưng mà là cũng đi rất là tốt, nó cũng là không có ổ gà, dễ đi. Tuyến đường này cũng có là xe buýt chạy để cho dân Biên Hòa và thành phố Hồ Chí Minh lên đây để mà tham quan du lịch. Một đoạn nữa thì chúng ta sẽ tới thác Văn Điền, khu du lịch sinh thái. Và thác Văn Điền hiện tại đang nằm cạnh khu công nghiệp Biên Hòa 1. Giờ xuống đây, khu công nghiệp Biên Hòa 1 đã giải tỏa và giờ xuống đây nó thành lập ở đây. Và khi tới đây thì bây giờ cái khu này nó đang sung túc, xây dựng khu dân cư rất là lớn và khu công nghiệp cũng lớn. Từ cái chỗ đó thì đất ở trên ở đây cũng giá đất cũng tăng, dân ở đây phát triển kinh tế cũng nhanh. Hai bên đường này là ngày xưa chỉ là nhà nhỏ và dân cư thưa thớt, bây giờ có khu công nghiệp đó, thành ra xe đông và người xây dựng nhà cửa người ta cũng là đông, làm ăn rất là phát triển. Cổng vô thác Văn Điền rồi mọi người. Chúng ta tới cổng rồi, quẹo phải. Đó thì chúng ta nãy giờ chúng ta đi là từ ở bên đường Võ Nguyên Giáp chúng ta đi qua, và một đường là nữa là từ bên ngã ba Thái Lan. Còn đường trước mặt phía tôi thì đường từ Trà Cổ là từ hướng bắc đi vô, ta quẹo trái vô con đường này thì tới Trà Cổ có cái ngã tư, chúng ta quẹo trái thì cũng vô thác Văn Điền mọi người. Đó, bây giờ trước mắt ra thì cổng vào thác Văn Điền. Ở đây thì nếu đi xe Honda thì sẽ có nơi gửi xe. Còn nếu đi xe hơi thì chúng ta mua vé xe hơi thì 20.000, người thì tính riêng, xe hơi tính riêng chạy được thẳng vô trong thác Văn Điền. Đây các bạn, đây đang trên đường vô cái chỗ mua vé để mình vô cổng này mọi người. Hai bên rất là nhiều cây xanh bóng mát. Đây, gần tới phòng mua vé.
phòng mua vé rồi đây. Vé tham quan Thác Giang Điền. Em 60.000, đậu xe 25.000. Đây vô đây là có những cặp tình nhân đang chụp hình cưới nè mọi người. Người ta đang chụp hình cưới. Rồi chúng ta vô cổng thôi mọi người. Có một cặp tình nhân đang chụp hình cưới đang trước cái cổng Thác Giang Điền. Cặp vợ chồng chắc không biết cưới chưa, nhưng mà người ta đã chụp để chụp ảnh cưới đây. Đó, rất đẹp không? Thôi chúng ta cùng vô cổng. Vậy là Thác Giang Điền cũng là một trong những thác đẹp của tỉnh Đồng Nai, mà tốc độ và chiều cao thác đổ xuống cũng có hạn ở trong cái tỉnh Đồng Nai đây mọi người. Đó, đẹp không? Rất đẹp. Đến đây là chúng ta thưởng thức cảnh thiên nhiên và cắm trại ở đây và nghỉ dưỡng trong một thời gian ngắn lúc bà nghỉ công việc công ty ngày chủ nhật và thứ bảy. Cách thành phố là chỉ có Hồ Chí Minh chỉ có 50 cây số mọi người ơi, và Biên Hòa chỉ có 20 cây số thôi. Thành ra chúng ta đến đây nghỉ và tắm thác và hít thở không khí trong lành thiên nhiên ở đây. Nếu có dịp du lịch các bạn đừng nên bỏ lỡ, hãy đến đây một chuyến. Chào mọi người, mình đang đứng giữa đồi trong trống. Đó, giữa đồi trong trống nó có một cái liều để cho các bạn trẻ chụp hình kỷ niệm, chụp ảnh cưới. Đó, mình đang đứng giữa đồi trong trống, các bạn thấy đẹp không? Chúng ta có dịp đi đến đây để tham quan du lịch và chụp ảnh cưới hoặc là chụp hình lưu niệm. Đây là đồi trống trống trong mưa nè mọi người. Nó khi trời gió, thì mưa mới có gió. Nhìn cái đồi trống trống mà có gió nó mới đẹp. Đang gió, đang mưa, rất mưa rất lớn. Mình đang ngồi ở trong chiếc xe, mình quay ra mình nghe nó không có được đẹp mấy. Mưa quá. Đồi trống trống ở Thác Giang Điền. Mưa rất to.
bạn, vì lý do trời mưa nên chúng tôi dừng quay phim lại. Hẹn các bạn đến phần 2 của phim du lịch Thác Giang Điền. Nếu các bạn thấy thích thì cho một like, một đăng ký, một chia sẻ. Mình tạm dừng ở đây. Chân thành cảm ơn các bạn. Chào các bạn. Hẹn gặp lại. Bye.